làm rồi món gỏi để món gì làm cho chồng ăn. Uống biết mà cái bọc tương nó nở luôn. Bọc tương là gì mẹ? Không có biết thì nghe nó nói. Bọc tương là gì mẹ? Để đáng chào nào qua nay tưởng không có bọc tương là cái đó. Để bị dây dị rồi. Dây dị đổ gì? Bỏ cái gì đó, đi nước. Rồi. Nè, cái đó hả? Cái thứ à? Đi. Cái đó nè. Gì thay nữa hả? Tôm muối đó. Thay cắt cho máy hả? Bột ngọt cái này.